Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ngày hôm nay, tôi sẽ review một ngôi nhà trị giá 2 tỷ ở trong Mini World. 2 tỷ? Đúng vậy, và đó chính là map của tôi. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái map đầu tiên ở trong cái review map này của mình. Thì đây chính là con map cũ của mình ngày xưa nè các bạn. Đây. Đúng không? Hồi đó tôi review nè. Đúng rồi, nếu như bạn nào mà theo dõi bọn mình lúc mà cái thời bọn mình vẫn còn chơi Mini World rất là nhiều quá thì chắc các bạn cũng biết đây chính là con map Rich Kid mấy bạn ạ. Đây là con map nhà giàu bạn không? Ngôi nhà 2 tỷ ở trong Mini World, bạn hiểu không? Đây. Ok, thì cái nhà này Sammy có nhớ làm cách nào để mình có thể vô trong nhà được không? Hình như tôi nhớ là những cái gì đó xong nó tạo ra một cái cầu đi ngang qua nè. Ghê ghê, biết luôn ta. Sao? Ok, đó đúng rồi. Ở bên này nè bạn, thì khi mà già cho con map này của mình á, nó sẽ có một cái phần là mở cầu ở bên này nè. Đó, ở chỗ này đâu có cây cầu nào để chúng ta đi qua đúng không? Cho sẽ gạt cái này xuống một cái, nó sẽ mở lên cây cầu cho chúng ta. Xong rồi chúng ta sẽ đi qua. Thế thôi, quá là đơn giản luôn rồi, thấy không? Hay không? Hay không? Đấy. Đấy, nếu mà bạn đi đâu á, hồi đó mà có như này là xịn lắm rồi đó. Đúng rồi, hồi đó mà xây được như thế này là hơi bị xịn luôn, còn bây giờ có nhiều bạn xây còn đỉnh hơn nữa cơ. Đấy. Ok, nói chung là cái này để tạo ra cây cầu chúng ta đi qua nè. Rồi. Ok, tiếp theo nữa Sammy sẽ làm gì nè? Tôi nhớ là đi vô hơi có gì đâu. Đi vô hơi có gì đâu không? Rồi bây giờ mình thử vô nhà nha. Đây. Đây là cái nút để mở cửa nè bạn, chúng ta sẽ bấm cái nút này cái mở cửa là té xuống lava luôn. Trời ơi, đó, thấy không? Té xuống lava luôn. Sao vậy? Sao lại rớt xuống vậy? Trời ơi, vậy mà kêu nhớ bạn ơi, vậy mà Sammy kêu Sammy nhớ. Ủa, nhớ thiệt không? Ủa chứ sao mở cửa ra mà sao rớt xuống rồi? Sao vô nhà được không nói? Bởi vì cái nhà này của tôi đã được cài một cái người ta gọi gì ta? Bẫy hả? Bẫy. À đúng rồi, một cái bẫy an toàn cho nhà, hiểu không? Okay. Có nghĩa là người nào mà không phải chủ nhà mà vô đây mà bấm cái cửa này nè, đó, bấm một cái đây tôi thử nha. Bấm một cái là nó sẽ mở ra cái hố lava. Là mình té xuống nó liền, hiểu không? Cho nên ở bên này, cái cây bên này tôi có để nè. Đây, thấy không? Đây, hệ thống chống trộm. Đó, cái này là hệ thống chống trộm đang được bật lên. Bây giờ mình chỉ cần tắt nó đi. Đó, là chúng ta sẽ thể vào nhà được. Đây, đi qua đây xong mở nhà nè. Rồi, đi vô nhà. Đấy, thấy không? Hóa ra là vậy. Trời ghê không? Trời hay nha. Cái nhà này là thời điểm đó mình xây á bạn, là hơi bị nhiều bạn thích luôn, kêu là trời ơi nhà này xịn quá anh ơi, nhà đá đỏ hơi bị đỉnh đấy, cho nên là nhiều bạn thích cái nhà lắm. Rồi ok, và sau khi vào trong nhà xong á, chúng ta sẽ có thể gạt cái cần gạt này xuống nè. Đó, biết làm gì không? Không. Để bật cái chống trộm lên, bây giờ lỡ có ai ở bên ngoài mà vô nhà mình á thì nó vẫn sẽ mở cái hố nè, thấy không? Trời ơi, cái gì mà tính toán gì hay dữ ta. Tính toán hết chứ sao không? Đó. Rồi khi mà vào trong nhà các bạn thì bạn có thể thấy là ở trong nhà của mình đó nha, là mình có nuôi cả gì ta, mấy con gấu trúc ở trong nhà để làm cảnh nè. Đó. Rồi ở bên này á thì sẽ có là tivi nè, bàn ghế nè, đó, tủ sách để chúng ta ngồi xem phim nè. Đấy, bên này sẽ là nhà bếp phải, từ hình như tôi nhớ bên này nhà bếp đúng không ta? Đúng không? Ồ, đúng rồi, bên này là nhà bếp mấy bạn ơi. Ở trong đây có tủ lạnh nè, có đồ ăn cái kiểu pizza rồi kiểu nè, còn trong này là gì ta? À, trong này là nhà tắm. Nhà tắm hồi xưa đấy bạn ơi, xưa là nhà xưa tắm hồi xưa đấy bạn à. Bây giờ là nó lỗi thời nhưng mà không nha các bạn, coi nè, ở đây nó có cái cần gạt nè. Cái này là cái chỗ chúng ta tắm á Sam. Mình chỉ cần gạt cái cần gạt này xuống một cái nó sẽ đổ nước ra. Cảm giác nó hay vậy. Nhìn kiểu nó đơn giản nhưng nó xịn nha. Xịn mà, trời ơi, cái nhà này ngày xưa Phong xây là hơi bị đỉnh luôn đó. Ok. Nhiều bạn tải lắm nhờ. Đúng rồi, map này hình như là mấy chục triệu người tải hay sao không nhớ nữa. Nói chung là cũng khá là ghê đó bạn à. Đấy, đó, cái chỗ này là, nói chung chỗ này là cái chỗ cái hồ chúng ta tắm nè. Đấy, bên này thì là cái bồn cầu nè. Thôi kệ đi cái bồn cầu chứ không cần nói đến đâu. Đây, ok, bên này á sẽ là nhà bếp của chúng ta. Thì ở đây tôi có một cái tủ lạnh nè bạn. Ngày xưa có nhiều bạn thắc mắc tủ lạnh này làm sao lấy được đồ ăn, thì chúng ta chỉ cần bấm vô cái nút là chúng ta sẽ lấy được đồ ăn nha. Đó, dĩa trái cây nè, bấm vô nè, đó, được con cá nè, đó, bấm vô nè, đó, được cái gì đây, tô mì á, ghê không? Tủ lạnh nè, tủ lạnh Doraemon á, gì trứng gì cũng có cái đó vậy, hơi bị xịn đó nha. Rồi ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài, không ra ngoài được rồi, để cái dĩa đồ ăn ở đây rồi đi ra. Cái cửa này nó bị lỗi các bạn ơi, tại map này lâu quá cho nên cái cửa bị lỗi. Rồi ok, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ lên trên lầu để xem thử trên lầu có gì nha các bạn nha. Ở trên lầu thì có giường ngủ nè, ngày xưa cái giường nó đẹp lắm, bây giờ nó làm cái giường chỗ này. Đúng rồi. Ở đây là có tủ quần áo nữa các bạn đó, nhưng mà không có quần áo đâu. Rồi. Ở bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có một cái view nhà giàu mới có. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có một cái hồ bơi ở đây, chúng ta bơi nè đó. Chưa kể đâu nha, ở trên đây còn có thêm cái trực thăng nữa nè. Này hồi đó là được cái này cưng thật sự. Nhìn cái máy bay thấy giống máy bay không? Luôn.
nó sẽ xoay nè. Không, cái chỗ này là bẫy á bạn. Mấy bạn chỉ cần vô trong cái nữa bạn bị kẹt ở trong đó luôn, không ra được đâu. Ví dụ ông nào mà vô ăn trộm xong leo máy bay thấy thích quá vô bị nhốt đúng không? Đúng rồi, ông nào vô nhà mình ăn trộm mà thấy cái máy bay xong leo vô cái là bị nhốt liền hả? Ok, rồi, chưa hết đâu Sam à. Chắc là Sam lâu quá Sam không chơi mini world, Sam quên cái nhà này của tôi nó có gì đặc biệt rồi. Còn gì nữa hả? Còn cái sao không? Đây đây đây. Đây ở bên này nè, đằng sau những cái tủ này các bạn, nó có một cái cần gạt ở đằng sau này đó, bạn thấy không? Đây, chúng ta chỉ cần gạt cái cần gạt này xuống một cái nó sẽ mở ra cái hầm bí mật. Tối này hả? Có mà. Ủa sao không nhớ hả? Không. Ok, sẽ có một cái hầm bí mật và khi xuống dưới đó chúng ta sẽ thấy ở dưới đây là một cái hầm đen thui lùi tới thui, hiểu không? Chúng ta sẽ bấm cái này để nó sẽ mở đèn cho chúng ta nè. Xịn chưa? Xịn chưa? Ok, sau đó chúng ta đi qua bên đây thì chúng ta sẽ có một cái rạp chiếu phim ở trong này để chúng ta có thể xem phim đó. Ủa sao có con đom đóm này vậy? Trời ơi, đom chạy vô đây được hay vậy? Sao con đom đóm bay vô đây vậy? Đó, nói chung là ở dưới đây là rạp chiếu phim, mấy bạn, các bạn có thể ngồi ở đây để xem phim nè. Cái nhà mini cô ông xịn hơn nhà Minecraft gấp ngàn lần luôn á. Đúng rồi. Ở bên này á thì chúng ta sẽ có thêm cái máy bán nước, thấy có ly nước bên trong không? Bấm vô cái này cái nó sẽ cho chúng ta ly nước. Thích đi ta. Vô rạp chiếu phim là phải có nước uống, bạn hiểu không? Rồi có cả khoai tây chiên cái nè đó để chúng ta có thể ăn trong lúc chúng ta ngồi xem phim. Đáng lẽ là phải là dùng bắp mấy bạn à, nhưng mà bởi vì là trong đây không có bắp cho nên mình phải dùng bằng khoai tây chiên đó. Ok rồi, tiếp theo nữa Sammy còn nhớ bên dưới cái hầm này còn gì đặc biệt không? Ngoài ra còn cái thứ đặc biệt hơn cái này luôn hả? Có chứ sao không. Đây, ở bên dưới này còn một thứ rất là đặc biệt, đó chính là ở bên này nè. Sammy có thể bấm vô cái nút này thì ngay lập tức không có chuyện gì xảy ra hết, ghê không? Bất ngờ chưa? Có người giữ chưa? Tôi chỉ chọc bà xíu thôi. Cái nút này để ngoài đấy, người ta thấy người ta bấm vô nó đơn giản quá thì cái gì nó mở ra nó quá đơn giản rồi đúng không? Cho nên để có thể mở được cái hầm bí mật này của mình, nó có nhiều bạn á tải map này về mà vẫn chưa biết nha. Ủa là hầm bí mật trong hầm bí mật? Đúng rồi. Trời ơi, trời. Đó, có nhiều bạn có nhiều bạn tải cái map này của mình xong á xong bảo là ủa có cái nút ở đây sao mà bấm vô hoài không có được cái gì hết vậy anh? Thì thật ra là có nha bạn, các bạn chỉ cần quăng xuống đây một cái khoai tây chiên nè. À không phải cái này, nhầm. Bên này nè, quăng xuống đây. Ủa không, nhầm. Bên này nè, quăng xuống dưới đây. Ủa không, nhầm nữa rồi, bên nào ta? Ở ngoài trụ mát vậy? Quên, lâu quá quên. Nhầm, tôi nhầm hết ba cái bạn ạ. À. Đây bên này mới đúng nha, quên. Đây này có trắng trắng này đúng không? Nè, cái chỗ mà nó có cái cục trắng trắng này nè, chúng ta sẽ quăng xuống đó, khoai tây chiên xuống dưới đó là ngay lập tức khoai tây chiên sẽ biến mất. Và sau đó chúng ta chỉ cần bấm cái nút này thì ngay lập tức nó sẽ mở ra cái cửa. Wow! Ghê không? Gì mà nhiều bất ngờ vậy? Rồi khi mà vào trong đây thì bạn sẽ thấy ở trong đây là có chỗ để đóng cửa nè bạn, chúng ta bấm cái này để đóng cửa lại nè. Đóng cửa lại. Lỗi trời, nhà tôi hơi bị xịn đó nha. Đó, đóng cửa lại. Tại sao chúng ta cần phải đóng cửa cái hầm này lại, sao biết không? Tại vì lỡ ai vô. Không phải, để cho chúng ta có thể quẩy trong đây thoải mái. Đây là sân quẩy đó. Có gì đâu mừng quẩy trời. Trời ơi, Sammy lại xem thường quá rồi. Đây, tôi cho bà coi. Đây, đầu tiên bà vô đây nha. Trên đây là cái bàn DJ nè. Đó, mở cái rương ra. Trong cái rương không có gì hết đúng không? Sammy sẽ lấy cho tôi một cái món đồ gì đó để bỏ trong cái rương này. Ví dụ như là tôi bỏ trong đó một cái con cá đi. Đó, thấy không? Đấy, đơm đớm bay xung quanh nè. Rồi có thêm sàn nhảy. Đùm đùm chiêu, ghê không? Nhảy luôn hả? Thôi rảnh quá bà nội. Hay quá à. Đó, xịn đâu đấy. Nói chung là trời ơi, hình như đóng đóng nhẹ quá trời ơi, đây nè đó luôn. Đúng rồi. Mà bà thấy cái căn hầm bí mật của tôi xịn không? Nó có thêm cả sàn nhảy để mình nhảy nữa nè. Cho nên là nếu như bạn nào mà chưa biết cách khám phá cái ngôi nhà này của mình á thì hãy nhớ là xem video này của mình để biết cách khám phá cái căn hầm này của mình nha. Đúng rồi. Có nhiều bạn tải về xong cái là không biết làm gì hết trơn, xong đánh giá map tôi là không hay, mà có nhiều người ta coi ta mới biết, hiểu không? Ok. Rồi, nói chung là nhà tôi là hơi bị xỉn á. Ok rồi, bên đây là có chỗ mở nè, chúng ta bấm cái nút này để chúng ta mở cửa nè. Đi ra ngoài. Ghê không, đấy. Rồi, và sau khi chúng ta đã xem hết cái hầm bí mật này rồi thì Sammy nghĩ rằng xung quanh đây còn gì nữa không? Là không có rồi, chứ sao? Tin không? Ủa, kêu không có luôn hả? Trời, bà nghĩ, căn nhà trị giá 2 tỷ của tôi trong Mini World là bình thường lắm hả? Quá chừng đó là cũng 2 tỷ rồi, còn gì ơi, đâu. Nó có hệ thống chống trộm nè, nó có nhà bếp nè, nhà tắm nè, nó có hầm bí mật nè. Chưa hết. Nó còn một cái này đặc biệt lắm nè. Bạn fan nào mà đã từng xem video của tôi mới biết rồi nha. Đây, đó chính là ở bên này. Chúng ta sẽ có thêm một cái cần gạt nữa ở bên này. Và chúng ta sẽ gạt nó sẽ mở một cái hầm bí mật mới. Sợ liền đó. Sau khi xuống dưới cái hầm bí mật này, chúng ta sẽ được đưa đến một căn phòng bí mật. Đen. Ghê chưa? Đây là cái gì? Đây,
này chính là căn hầm mà để cho chúng ta trú ẩn trong trường hợp nếu như mà có tận thế hay là bị gì đó kiểu tận thế thảm họa hay gì đó, chúng ta sẽ có cái hầm để chúng ta xuống đây chúng ta trốn. Hiểu không? Bây giờ sao vậy? Mình trốn ở bên dưới này á thì tôi có chuẩn bị cho chúng ta đầy đủ đồ ăn nè, thấy không? Mì nè đó, rồi bên trên đây sẽ là bánh nè đó, rồi ở phía trên đây á thì sẽ là thịt gà đó, trời hơi bị đã nha, đầy đủ đồ ăn luôn. Chưa kể nếu như mà nhà chúng ta có trộm thì sao, chúng ta sẽ có vũ khí đó để đánh tên trộm, hiểu không? Ở đây nè cũng có vũ khí nè đó, kiếm nè. Xịn không? Xịn không? Xịn không? Rồi, và nếu như bây giờ không phải là kẻ trộm vào nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ không cần đến những cái món vũ khí này nữa. Mà nếu như mà lỡ là ngày tận thế thì sao? Ngày tận thế thì sao? Ngày tận thế thì sao? Tận thế thì sao? Thì chúng ta sẽ có một cái phi thuyền ở đây. Đó, tôi có chuẩn bị ở đây rất nhiều phi thuyền và thêm cả bình oxy để chúng ta có thể đeo vô nè đấy. Bây giờ mình sẽ đeo bình oxy vô để mình lên mặt trăng. Mình lên mặt trăng. Đúng rồi. Gặp gì hàng đó, bên ơi. Này thì chúng ta sẽ có mấy cái chai nguyên liệu cho tàu vũ trụ nè, chúng ta sẽ nạp nguyên liệu cho nó. Nạp vô. Nạp vô. Nạp. Ủa, nạp sao ta? Rồi nạp lên rồi. Nạp rồi. Ok. Yeah. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bay lên trên mặt trăng, nhưng mà không thể như thế này mà chúng ta bay được. Chúng sao ta cần vậy? Phải mở cái cửa trên này ra. Chúng ta gạt cái cần gạt thì ngay lập tức cái cửa sẽ mở ra. Ủa? Trời ơi, tôi mất nhạc rồi. No, tôi còn chưa mở cửa nữa. Trời ơi, chết tôi rồi. Nó chuẩn bị nổ mấy bạn ơi. Đồ, làm ơn đấy. Ai? Rồi, xong. Banh cái nhà 2 tỷ luôn. Rồi, xong. Nát cái nhà 2 tỷ luôn. Ok, thôi không sao bạn à, dù gì thì mình cũng review xong hết ngôi nhà rồi, đúng không các bạn? Và mấy bạn thấy con map trị giá 2 tỷ của mình ở trong Mini World, không, ngôi nhà 2 tỷ của mình ở trong Mini World, mấy bạn thấy như thế nào thì đừng quên hãy bình luận xuống cho mình biết nha. Và các bạn có thấy thích ngôi nhà này hay không cũng đừng quên hãy nhấn nút like cái video này nếu như bạn thấy thích ngôi nhà này nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, và nếu như bạn nào muốn mình review map nào khác nữa, nếu như bạn nào có map hay á, bạn hãy comment ID của bạn bên dưới, mình sẽ review map của bạn trong những video sau nha. Ok, nhớ comment ID của bạn để review map của bạn sẽ được lên video nha, lên TV nha. Ok, còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye.